Mạnh Điến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì trên tay mình đây chính là chiếc máy quan khi mà các bạn mua ở trên mạng ship từ mọi miền tổ quốc. Khi các bạn mua về, đây là Makita. Đây, khi các bạn mua trên mạng về thì hàng Mạnh Điến nó sẽ như thế này nhá. Anh chị em mở kiểm tra hàng, nếu đúng vali hộp nhựa như này, chuẩn chắc tay như này, khoảng 2kg, hơn 1kg thì mới nhận nhá. Không phải thì không lấy nhá. Bên trong của nó đây tất cả đồ nghề, bù lung, bù loa, bù lu vít, tất tần tật. Đây, cả cái con xoáy này nữa, đầy đủ như thế này. Mạng thì mạng nhưng cũng phải hàng chuẩn, người thật việc thật thì anh em ta mới mua. Đấy, thứ hai, tất cả các ốc này xếp đầy đủ ngăn nắp như này anh em ạ. Thứ hai là chiếc máy khoan. Đây, đây là chiếc máy khoan, đây, Makita. Đây, và hai quả pin khi các bạn mua về nó sẽ như thế này. Đầy đủ chi tiết. Đây, đầy đủ chi tiết như này. Được chưa? Đây, giờ mình sẽ khoan thử. Đấy, veo 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 veo. Đây, đấy, và một ốc sạc này. Đây, một ốc sạc này. Và thêm một quả pin nhá. Rất nhiều shop ở trên mạng bán với giá rẻ hơn, đắt hơn 1-200 nghìn. Đấy, so với giá của bên Mạnh Tiến đang bán. Nhưng bên mình bán hai quả pin và bán về chất lượng anh em ạ. Bán về chất lượng. Đấy. Và cái điều này rất là quan trọng, là rất nhiều người hỏi tại sao. Đây, tại sao của người ta bằng inox, bằng nhựa, thì của tôi lại bằng nhựa. Thì thưa các bạn là cái đời 2020 ấy, thì nó bằng toàn bộ nó bằng inox, nhưng mà nó rất bị dễ han rỉ, vì khi mình máy khoan mình khoan nước nó trời mưa mà trẻ con sờ vào nó rất nguy hiểm. Đây đấy, nhưng mà khi mình sử dụng cái này nó đầu nhựa khoan vẫn ok, tại vì nó khoan là do cái mũi khoan ở đây này chứ không liên quan gì đến cái nhựa, nên nó không ảnh hưởng gì cả anh em ạ. Tôi vẫn bảo hành cho anh em một năm, anh em xài vô tư thoải mái luôn. Đây, chiến thoải mái anh em nhá. Đấy, anh em nào đã mua ở trên mạng rồi, mua của Mạnh Tiến rồi, thì cho tôi xin một lời bình luận và comment để anh em ở bên dưới xem thấy rằng thì là hàng có chuẩn không, hàng có chuẩn không. Nếu thấy hay thì nhớ like và cho một chia sẻ. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn đầy đủ chi tiết để các bạn sử dụng cái máy khoan như thế nào nhá. Đấy, các bạn thấy không, bằng nhựa này, quay trên tay thoải mái nhưng bằng sắt ghê răng lắm này. Đấy, thấy không, rất là an toàn và tiện lợi, mình vẫn làm được việc của mình. Đấy, không vấn đề gì cả. Này, nếu bằng sắt tôi đố các anh dám để tay như này để máy khoan nó khoan vào đấy. Đấy, đấy là một cái điều mà người Việt Nam mình chưa biết, và hôm nay tôi cũng mới biết. Cảm ơn anh em nhá.